Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Quỳnh Dũng và kính thưa chư quý vị có mặt trong hiện diện hôm nay. Kính thưa chư quý khán giả trong nước và ngoài nước, hôm nay là Thiện Bảo được nhận cái số tiền tịnh tài của Quỳnh Tấn Dũng nhịp cầu thân ái và Châu Phú Thiên Cẩm Sơn. Thì Châu Phú Thiên Cẩm Sơn thì có chuyển giao cho Thiện Bảo được 33 triệu, còn 128 triệu 500 là của Quỳnh Dũng Tấn Dũng nhịp cầu thân ái, các mạnh thường quân và cùng các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Thì cái ngày hôm nay là cũng là cái ngày cuối cùng mà được giải ngân cho bà con ở huyện Phú Tân. Thì cũng là ngày viên mãn của Thiện Bảo làm trong cái mùa dịch. Thì rất là xúc động, cũng cũng không biết nói làm sao, rất là vui. Rất là vui ha, để mà mình thật cái số tiền mà để nợ bà con á thì không phải Thiện Bảo tiêu xài một cách hoang phí, mà những cái đồng tiền rất là nghĩa tình. Trong cuộc đời của Bảo cũng quen biết nhiều anh em lắm. Nhưng mà không biết sao, nhưng mà cuối cái mùa dịch đó mà chưa xong hết. Thì thực sự đất nước ta có một cái sự đại nạn mà chúng ta góp sức với nhau mà để mình làm việc để chi trả, mà ngày hôm nay mình đã viên mãn được. Viên mãn được trong cái ước nguyện mà cũng đã cộng sự được nhiều anh em tốt. Rồi gặp những Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đà Phật. Tấn Dũng và cư sĩ Thanh Hòa thân ái kính chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, và buổi trưa ngày hôm nay là ngày 14 tây tháng 1 năm 2022. Tấn Dũng và Thanh Hòa hiện nay đang đứng trước một cái nơi quán chai Sala của Thiện Bảo, mà trước đây Tấn Dũng và Thanh Hòa đã có đến thăm viếng anh, bởi vì anh có một cách làm từ thiện cũng rất là lạ mà anh em mình độc lạ cũng đã có tham quan xem xét rồi ha. Xem xét và đã có giới thiệu với bà con mình thì gia cảnh của anh Bảo là một người chủ quán chay, hiện nay là đang thuê mặt bằng ở đây để bán. Thì do tình hình dịch bệnh vừa qua thì anh cùng với các cộng sự của anh chị em ở tại địa phương có hỗ trợ những cái phần rau củ quả để giúp cho bà con ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi Bình Dương, rồi ở tại địa phương ở đây là ấp Trung 2, xã Tân Trung, huyện Phú Tân. Thì những cái phần rau củ quả các anh giúp bà con cũng rất là nhiều. Thì nghe đâu vừa rồi là cũng gần 1 tỷ 7 mấy chục. Thì anh cùng với bà con mạnh thường quân hỗ trợ cũng rất là nhiều, cho nên là cũng còn là một số công nợ là 320 triệu. Thì Tấn Dũng và Châu Phú như là Ngọc Tâm cũng đã có đến hỗ trợ cho anh Bảo giải ngân cũng được 3 lần rồi. Ba lần thì cũng tương đối cũng trả cũng gần được phần nữa số nợ rồi. Anh sao? Quá khứ rồi bữa nay Tấn Dũng đi đâu qua đây rồi là hình như là cộng sổ là mang cái bọc gì mà đang đem bự vậy? Cái bọc này bên trong này đây là những cái phần tịnh tài đang giải cứu, phải không? Tịnh tài giải cứu tiếp tục lần này nữa là có thể là anh Bảo sẽ dứt điểm trả xong hết cái phần nợ còn lại vậy. Nghe đâu cũng còn lại khoảng cũng gần 160 gì nữa. Vậy đó hả? Thì hôm nay nữa là chắc có lẽ là giải quyết điểm xong cho anh Bảo để mà biết chi không? Dạ. Yeah. Tại vì hôm trời là ảnh giàu quá, nợ nần đó, rồi ốm yếu xanh xao, rồi không có mở quán bán được. Tại vì thiếu nợ mà mở quán chai bán thì đâu có đủ tiền đâu mà trả. Rồi thành ra bây giờ mình qua đây mình giải quyết chảnh xong xuôi để anh an tâm. Nghe cái nguồn mở tin quán. Bà con mạnh thường quân mình cũng đồng tình ủng hộ một cách rất là mãnh liệt. Cho nên nợ nần hình như là nó cũng ổn, mà cũng còn dư mớ nhắm chút nào đó, phải không? Nếu mà tính ra hết thì chắc cũng còn dư là cũng khoảng tầm cả 10 triệu thôi. Giờ hai anh em mình đi vô trong kiểm tra sổ sách đồ, mấy cô công nợ đồ, mấy anh em ban ngành ở trong kia rồi
đã ghi tính toán đâu đó cho nó rõ ràng. Dạ. Xong rồi thì mình sẽ báo cáo và đồng thời mình sẽ bàn giao để gửi trao cho những cái chủ công nợ đang sẵn chờ. Dạ. Chờ mình. Đúng rồi. Hôm nay coi như là giải cứu, giải nợ là giải giải phóng là giải thoát luôn đó. Ha. Vâng. Thôi thì mời quý vị mình đi cùng với chúng tôi vào bên trong ha. Rồi mời quý vị theo anh em chúng ta vào bên trong để thăm lại quán chay của anh Thiện Bảo cũng như là các chị bạn hàng cũng đang ngồi bên trong nha. Dạ. Hello. Trời. Chào Thiên Bảo. Chào Thiên Bảo. Dạ. Quán xá gì bữa nay mình làm lại chưa quán á? Anh Hoàng, anh Hoàng đưa mít không ạ? Quán xá gì hôm gần sao rồi có mở bán là lại chưa bạn Hiền? Dạ cũng đang sửa chữa cũng rửa bàn ghế rồi hết đều anh Dũng ơi. Chuẩn bị. Vậy ha. Rồi các chị em mình ở đây là chắc bữa nay là đầy đủ công nợ hả? Dạ có đây cô Linh bên hộp hỗ trợ. Dạ chào chị. Mấy chị em này đại diện cho công nợ của mình còn lại đó. Dạ dạ. Dạ. Vậy ha. Thôi bây giờ quá mừng anh Dũng ơi. Rồi anh bạn ngồi đi, anh bạn ngồi gần chị Linh đi ha. Dạ. Rồi bảy vào qua đây luôn các bạn. Dạ. Vào đây luôn để mình báo cáo cái công nợ còn lại được coi không gãy coi sao. Quỳnh Bảo hôm gài mình cái công nợ mà mình đã giải ngăn được là tổng cộng hết là bao nhiêu lần, Quỳnh Bảo có thể báo cáo cho bà con mình thường quân cũng như là các chị hôm nay có mặt để cho bà con mình biết còn là bao nhiêu để Tiến Dũng cùng với kênh của Châu Phú hôm nay để mà giải ngăn cho Quỳnh Bảo luôn. Dạ tức là mình là tổng cái công nợ thì thưa Quỳnh Tiến Dũng như các nhà mạnh thường quân thì tổng công nợ của mình là 320 triệu. Dạ. Cái con số đã trả đó. Dạ. Là anh Tiến Dũng cái đợt một đầu tiên á. Dạ. Với Châu Phú Thiên Cấm Sơn là Ngọc Tâm Tầm Chân Lý với Tấn Dũng nhịp cầu thân ái là Quỳnh Tấn Dũng đây. Dạ. Hỗ trợ đợt đầu là 30 triệu. Dạ. Rồi đợt hai cũng anh Tấn Dũng là với Châu Phú cũng 46.300.000. Dạ. Ê, xin phép. Dạ. Hơi ngợp. Hơi ngợp ha, hơi ngợp. Dạ. Ha, khó thở ha. Khó thở, thở anh mở đi, anh mở đi. Dạ dạ dạ. Rồi, ok. Với cái đợt 3 đó là cũng có nhà mạnh thường quân Phú Thọ cũng miệng mặn phép dấu tên đó Quỳnh Dũng là cũng huyện Phú Tân. Dạ dạ. Cộng là chị Thùy Ngân của huyện Phú Tân của mình luôn là phòng thuế đó. Dạ dạ. Thì ở Phú Thọ thì hỗ trợ cho 57 triệu và chị Thùy Ngân 6 triệu là tổng hai con số này lại á là 64 triệu. 64 triệu. Dạ. Ừ. Dạ không, 64.300.000. Dạ dạ. Đó. Còn chùa Vạn Phật ở Nghĩa Thục, quận 5. Dạ. Là thầy Cường có hỗ trợ về cho 30 triệu. Dạ dạ, 30 dạ. triệu nữa. Đã cái số mà tổng chi trả đó Quỳnh. Dạ. Là được 170.600.000. Dạ, 170.600.000. Dạ. Ừ, rồi mình còn âm lại công nợ là bao nhiêu nữa chứ Quỳnh? Dạ là mình còn lại là nợ là 149.400.000 á Quỳnh Dũng. 149 triệu. Dạ. 400 ngàn nữa. 149.400.000 là mình giải quyết xong hết nợ chưa hay là còn mấy món nợ linh tinh lẻ tẻ vậy nữa không? Dạ cũng còn cũng lẻ tẻ. Hả? Còn lẻ tẻ mấy, đây anh. Mấy lẻ tẻ này là bộ quên bữa đó quên cộng vô hay gì? Dạ đúng rồi. Hả? Dạ. Lẻ tẻ là ai nữa? Cũng ai lẻ nữa? Tẻ là đâu? Tức là cái số tổng hai con số mà nợ lớn cũng còn là 95 triệu nè Quỳnh. Rồi, không phải cái này là chung với đây rồi, cái lẻ tẻ nhỏ nhỏ à, nhỏ nhỏ dưới này đó là ai nữa, chị Ngân Gao là 9 triệu nè, chị Ngân là 6 triệu nè, chị Loan là cũng 2.5 triệu nè, cái tiền cũng Quyền nó 4 triệu nè, Chanh đây cũng 3 triệu nè, 3 triệu nữa. Dạ. Dữ dội. Dạ. Ha. Dạ. Vậy là còn thêm một số linh tinh đó nữa là cũng 10 mấy triệu nữa ha. Dạ đúng rồi. Quên. Rồi bây giờ thì hôm nay coi như là còn cái công nợ của các chị đây là có mặt đầy đủ hay không? Dạ có. Là 140 mấy triệu ha. Dạ. Rồi thì hôm nay Tiến Dũng sẽ thay mặt các mạnh thường quân, trong đó có luôn kênh của Châu Phú. Dạ. Thì đúng ra hôm nay thì Châu Phú cũng đi cùng để mà trao những phần tịnh tài này của các mạnh thường quân luôn, nhưng mà do Châu Phú có một cái công việc đột xuất. Dạ. Đột xuất đi Cần Thơ. Dạ, nên là anh em thì cũng không có chờ nhau đi được, tại vì Tiến. Dạ. Dũng thì cũng công việc nhiều mà Châu Phú thì cũng nhiều, cho nên. Dạ. Là thôi Châu Phú có gửi số tiền
của các mạnh thường quân để trao chung cho hôm nay cho anh Thiện Bảo, nên Thiện Bảo giải ngăn cho cái phần nợ luôn, cho nó xong nợ. Rồi mình mới có cái tinh thần, mình mới mở quán chai đồ lại để mà kinh doanh buôn bán kiếm đồng lời để nuôi vợ con ha. Chứ tôi thấy ông chỗ này ông ốm xanh xanh khó thở rồi quá, cũng thấy yếu quá, không biết qua cái vụ nợ nần này không biết ông có khỏe là không hay là ông tuột luôn nha. Rồi bây giờ thì trước tiên thì cho phép Tiến Dũng xin được đọc cái danh sách của các mạnh thường quân để mà gửi những cái phần tịnh tài ngày hôm nay. Bây giờ đầu tiên vô là Tiến Dũng sẽ đọc cái danh sách của kênh Châu Phú trước ha. Châu Phú là gửi 33 triệu, là một cô ở Đài Loan. Cô Đài Loan là gửi Châu Phú là 4 triệu. Người thứ hai đó là Zalo của Cuba, và tên cũng hơi lạ ha, Cuba ha. Và Cuba này là 5 triệu, và Zalo tên là Cuba 5 triệu của kênh Châu Phú, chắc cũng phải có cô má nữa. Thì tiếp theo người thứ ba là cô Phương 2 triệu. Thứ tư là cô Văn, cô Văn Cầu ở Cái Ship là 2 triệu. Thứ năm là Viber của chị Cẩm Hằng hỗ trợ cho Thiện Bảo 20 triệu. Thì tổng số tiền của kênh Châu Phú là 33 triệu. Thì Tiến Dũng xin trao đây là phần số tiền của kênh Châu Phú ha, 33 triệu. Rồi tiếp theo là kênh của Tiến Dũng hỗ trợ là tổng cộng 128 triệu 500 ngàn của 16 gia đình mạnh thường quân như sau. Thứ nhất là Zalo của chị Trần Thị Thế Anh là 4 triệu. Thứ hai là Zalo chị Kiều My 5 triệu. Thứ ba là chị Nguyễn Khắc Kiều ở Long Xuyên 1 triệu. Thứ tư là Viber cô Võ Ngọc Trang ở bên Úc là 25 triệu. Thứ năm là Zalo của anh Vinh ở Vĩnh Long 5 triệu. Thứ sáu là gia đình của chị Đức Trần cùng với các anh chị em ở trong gia đình là hỗ trợ 44 triệu 500 ngàn. Thứ bảy là hai chị em ở Long An xin được ẩn danh là 3 triệu đồng. Thứ tám là cô Nguyễn Thị Trinh, Ngô Thanh Diệu, hai chị em là 7 triệu đồng. Thứ chín là chị Ba, anh Vĩnh ở Long Xuyên, Zalo của Dương Mộng Thúy gửi giùm là 1,5 triệu. Thứ 10 là chị Trương Võ gửi giùm bà Nguyễn Thị Mỹ, ý bà Nguyễn Thị Thi ở bên Mỹ là 12 triệu. Và Zalo của chị Trương Võ gửi giùm bà Nguyễn Thị Thi ở Mỹ 12 triệu. 11 là chú Thiện Sĩ và cô Diệu Đạt 1 triệu. 12 là cô Lý Thị Phụng, cô Lý Thị Phụng gửi 3 triệu hồi hướng công đức cho Hồ Hồng Phước, và là bà, gia đình của cô Lý Thị Phụng 3 triệu. 13 là Mạnh Thần Quân ẩn danh nhờ gửi đến anh Bảo 1 triệu đồng chuyển khoản vào ngày 7 tháng 1 tài khoản Sacombank không ghi tên. 14 là Zalo chị Hoàng Thị Văn và chị Hoàng Thị Liên ở bên nước ngoài hỗ trợ 10 triệu. 15 là chị Zalo chị Phương Tuyền 5 triệu. 16 là Zalo của anh Tùng ở Sài Gòn 500 ngàn. Thì tổng số tiền của kênh Châu Tướng Dũng là 128 triệu 500 ngàn, cộng với Châu Phú 33 triệu nữa, là thành tiền ra là 161 triệu 500 ngàn của hai kênh để hỗ trợ cho anh Bảo. Thì anh Bảo sẽ mang đến để trả cho từng chủ nợ đang có mặt ở đây quý vị, để giải ngân cái phần tiền này cho nó xong hết tất cả những cái số nợ còn lại của anh. Thì còn dư lại có lẽ là một ít tiền khoảng tầm chừng 10 triệu đó để cho anh làm vốn nha. Nãy giờ thì chị em cũng đã cái tính cũng kỹ rồi. Rồi mời anh trả tiền cho các chị, rồi cảm ơn các chị để cho nó được tốt đẹp. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa Quỳnh Dũng và kính thưa chư quý vị có mặt trong hiện diện hôm nay, kính thưa chư quý khán giả trong nước và ngoài nước, hôm nay là Thiện Bảo được nhận cái số tiền tịnh tài của Quỳnh Tấn Dũng nhịp cầu thân ái và Châu Phú Thiên Cẩm Sơn. Thì Châu Phú Thiên Cẩm Sơn thì có chuyển giao cho Thiện Bảo được 33 triệu, còn 128 triệu 500 là của Quỳnh Dũng Tấn Dũng nhịp cầu thân ái các mạnh thường quân và cùng các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước.
Thì cái ngày hôm nay là cũng là cái ngày cuối cùng mà được giải ngân cho bà con ở huyện Phú Tân. Yeah. Thì cũng là ngày viên mãn của Thiện Bảo làm trong cái mùa dịch. Ừ. Thì rất là xúc động, cũng yeah. cũng không biết nói làm sao, rất là vui. Ừ, rất là vui ha, để mà mình thật cái cái số tiền mà để nợ bà con á, yeah. thì không phải Thiện Bảo tiêu xài một cách hoang phí, yeah. mà những cái đồng tiền rất là nghĩa tình. Yeah. Trong cuộc đời của Bảo cũng quen biết nhiều anh em lắm, yeah. nhưng mà không biết sao, nhưng mà cuối cái mùa dịch đó mà chưa xong hết, yeah. thì thực sự đất nước ta có một cái sự đại nạn mà chúng ta góp sức với nhau mà để mình yeah. làm việc để chi trả, mà ngày hôm nay mình đã viên mãn được, yeah, yeah. viên mãn được trong cái ước nguyện, yeah. mà cũng đã cộng sự được nhiều anh em tốt, yeah. rồi gặp những người tốt, thì Bảo tin rằng là đất nước ta và thậm chí cả toàn thế giới cũng được có những cái tấm lòng vàng cùng chung tay góp sức và chia sẻ với nhau. Yeah. Số tiền này là cái số tiền mà thực sự là Bảo không quên được. Yeah. Bảo nguyện rằng cái cuộc đời còn lại sẽ cố gắng tu hành, cố gắng làm những cái việc rất tốt, yeah. cho con người. Yeah. Thực sự ra rất là xúc động, mà không phải Bảo nợ nần gây lên những cái việc mà hầu như là mình tiêu xài hoang phí đó Quỳnh Dũng, mà yeah. cái đồng tiền bà con chuyển rất là đúng lúc trong cái yeah. thời điểm đất nước ta rất là khó khăn, yeah. cực kỳ rất là khổ, mà đây sắp tới mình cũng chả biết nó phải làm sao nữa, yeah. đây sắp tới mình cũng chả biết nó sẽ diễn biến như thế nào, mm. nhưng mà cũng không quên, yeah. năm hết, yeah. Tết đến, trước tiên thì cũng cầu nguyện cho sức khỏe, cầu nguyện sức khỏe cho bà con, yeah. mạnh thường quân trên toàn thế giới và đất nước ta, yeah. sẽ có một cái sức khỏe dồi dào, mà Bảo cũng không quên rằng Bảo sẽ hồi hướng hết công đức cho 10 pháp giới và cũng hồi hướng hết công đức cho bà con thiện nguyện mạnh thường quân ở gần xa, và nhất là huynh Tấn Dũng và với huynh Thiện Hòa cũng có nhiều anh em để hỗ trợ cho Bảo, và thậm chí đặc biệt ở đây được có cô Kim Linh là người đứng đầu của huyện ta, thì Bảo sẽ cầu nguyện. Yeah, cho yeah. quý vị đó có một sự an lạc. Xin thưa. Ok. Rồi có lẽ là anh thì mở xúc động quá anh bà ha. Đúng. Yeah. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. À, thưa quý vị, thì vừa qua Tuấn Dũng cùng đồng hành với các quý vị địa phương cộng sự cùng với anh Thiện Bảo để rồi cộng hết tất cả những cái công nợ hầu như đã hoàn tất. Hôm nay thì đã chính thức bàn giao cái số tiền của các mạnh thường quân trao gửi cho anh Thiện Bảo để rồi trao gửi trả lại cho tất cả những cái công nợ đã có mặt ở đây. Thật sự với quý vị mình thì đối với bản thân tôi hôm nay có mặt nơi đây phải nói là một điều cảm xúc bất ngờ và cảm động vô cùng. Lúc ban đầu khi mà chúng tôi cùng qua với Tuấn Dũng qua đây để xem xét tìm hiểu thực hư nó ra sao thì cũng nắm một phần về cái công việc. Tuy nhiên hôm nay lần lượt thì tất cả anh em các YouTube cũng như là Thành Hậu cũng như Châu Phú, Ngọc Tâm, Tầm Chân Lý, vân vân, các anh em cũng đã thể hiện cái tinh thần nhiệt huyết, rồi các mạnh thường quân đã đặt cái niềm tin cho nên đã lần lượt trao gửi những cái số tịnh tài vừa qua, và hôm nay thật sự là đã chính thức mang đến một cái số tiền thật sự là nó quá bất ngờ, nó quá lớn đối với anh Thiện Bảo, và anh đã cảm xúc một cách rất là bất ngờ, cho nên chúng tôi hôm nay nghĩ rằng là anh Thiện Bảo cái số tiền mà anh thiếu 300 mấy chục triệu đó cao lắm là bà con ủng hộ chừng trăm ngoái mấy à anh Tuấn Dũng, nhưng mà hôm nay đã giải quyết dứt nợ vậy mà cũng còn phải dư một ít cả chục triệu, thì thiết nghĩ đây là một cái niềm vui và cái phước duyên của anh Bảo. Thì ở đây cũng hy vọng rằng anh Thiện Bảo sẽ có một cái niềm vui ngoài cái việc mà động mối từ tâm, cảm nhận từ cái tấm lòng từ bi bác ái của các mạnh thường quân ra, thì anh hãy lấy đó làm một cái niềm tin, là một cái động lực để khích lệ sách tấn cho anh
từ nay trở về sau thì chúng ta làm việc gì cũng phải luôn luôn cân nhắc, luôn luôn xem xét, luôn luôn để rồi coi trọng cái việc từ thiện xã hội, làm giúp mình, giúp người, tất cả mọi người cùng vui và cùng hưởng cái sự an lạc để vượt qua những cái nạn tai mà đất nước cũng như dân chúng sẽ bị hết gánh chịu. Thì ai cũng đều có một cái tâm lành đó, thưa quý vị, ai cũng đều có một cái tâm thiện. Tuy nhiên chúng ta làm thì phải bằng cái tâm từ và cộng vào cái trí tuệ, thì từ đó nó sẽ có được cái kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên những cái việc làm nó xảy ra ngoài ý muốn, thì nơi đây với cái việc làm đó, anh em cũng như các ban ngành cũng như Mạnh Thường Quân đã cảm nhận được cái tinh thần của anh hy sinh vì đạo pháp, vì dân tộc, vì dịch bệnh. Cho nên tất cả các Mạnh Thường Quân đã nhủ lòng từ bi để rồi góp số tiền này để dễ giúp cho anh. Thì mong rằng từ nay trở về sau, anh cố gắng giữ vững tinh thần, giữ vững sức khỏe, rồi mình tiếp tục cái công tác thiện nguyện và cố gắng nỗ lực lo phấn đấu tu hành để đáp lại cái tấm chân tình mà quý vị Mạnh Thường Quân và tất cả bà con đã dành cho mình. Thì chúng tôi một lần nữa cũng hết sức là cảm kích cái tinh thần, cái tấm lòng từ bi bác ái vô lượng vô biên của quý vị Mạnh Thường Quân hôm nay đã chính thức giải cứu và giúp đỡ hoàn thành những cái món nợ mà phải nói là băn khoăn rầu lo nhất trong cuộc đời của anh Thiện Bảo. Hết quý vị, thì hôm nay làm cho anh xúc động và từ nay trở về sau anh không còn buồn nữa mà phấn chấn vui vẻ để cố gắng lo làm ăn giúp cho gia đình và đồng thời cố gắng tinh tấn tu hành để rồi hồi hướng những cái công đức lành này cho các vị Mạnh Thường Quân. Ha anh Thiện Bảo. Dạ cảm ơn anh Hòa lắm. Mà giải quyết cho mấy cô mấy chị rồi hết rồi ha. Dạ. Rồi để em giải quyết một số tiền. Rồi chị này là bao nhiêu chị? 95 triệu. Rồi 95 triệu. Đây cái cọc này đây để tôi lấy ra cho, tại vì tiền này của tôi đếm tôi biết. Dạ. Đây là cái cọc này là 100 triệu nè. À. À 24 nè. Đây nha. Dính còn, này. Còn, dính còn, này dính, còn dính, dính, dính này. Nè. Dính cái dính tép này nè. Dính tép này nè. Dạ. Nè nè. Chị. Dính nè. 80 nè. Ha. Rồi. Rồi cái này là tôi lấy là 5 triệu là đủ nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Rồi là 95 triệu nè. Nè, giấy thông mà chị cột lại đi. Đó. Rồi 95 triệu chị này nhiêu đó chị? 60 phải không? Cái cọc này là 33 của Châu Phú nè. Dạ. Cọc này 28 nè. 28 33 là nhiêu rồi? 51 hả? 61. Hả? 28 với 33. Rồi, 61 vậy là lấy là 1 triệu nè. Lấy là 1 triệu rưỡi chứ. Cọc này 28 triệu 500, lấy là 1 triệu rưỡi. Rồi, đủ của chị nè. Ha, cọc này 33 nè. 33, cái này 27 nè nha. Rồi, 60 của chị. Rồi, còn chị này nhiêu nữa? 9 triệu. Đây đây, tôi đếm luôn cho. Tiền tôi biết. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 là 6 triệu nè ha. 30 6 triệu. Rồi ông đưa tiền số tiền 30 triệu của ông sư bên chùa gửi trả chị luôn. Nè, 1 2 2 triệu, 3 triệu, rồi chị 9 triệu nè. Rồi còn mấy cái nợ linh tinh trong giấy đó ông đọc coi tổng cộng nhiêu tôi gửi cho chị đại diện nhận luôn. Nè. Cầm lấy cầm đây. Rồi. Nhiêu chị? 4 triệu. 1 2 3 4 của chị Quyền nè. Rồi còn ai nữa? Đọc coi. Chị Loan 2 triệu rưỡi nè ha, chị nhận giùm cho chị Loan luôn nè. Rồi. Còn ai nữa? 3 triệu thì 3 triệu. 1 2 3 3 triệu này của ai không bạn? Tên gì? Của Bảy Trân. Rồi, 700 3 triệu. Rồi, còn ai nữa không? Còn số chị Ngân 6 triệu phải không con? Đây chị Linh nhận giùm chị Ngân đi nè. 2 3 4 5 6. Rồi, xong xuôi. Thì còn lại đây là tương đương chắc cũng cỡ tầm coi đây đếm coi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 triệu. Còn lại 12 triệu. Rồi 12 triệu này là để cho siêu huynh Bảo sẽ làm lại một cái số vốn để mở quán chay ha. Dạ. Mở quán chay lại để mà lo buôn bán lại nuôi vợ con ha. Dạ. Nó, làm vốn đi chứ không có còn nợ nần nữa, là giải quyết xong hết rồi đó nha. Dạ rồi, cảm ơn. Đó, giải quyết xong rồi. Gửi cho anh Bảo 10 triệu là cho
Rồi, chị này gửi cho anh Bảo 10 triệu làm dấu luôn, quá êm. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn. Ngoài ra đã lúc trước đã bớt hết mấy chục rồi hả? 30. 30 bây giờ cho là 10 triệu luôn. Rồi chị này cho là 5 triệu làm vốn nữa. Rồi năm mua đà Phật. Vậy là hai chị này hỗ trợ rất là nhiều. Rồi năm mua A Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý vị, và thì sau khi Tiến Dũng và thi sĩ Thanh Hòa cùng với Thiện Bảo đã đến nơi quán cơm chay hôm nay, thì thay mặt tất cả các mạnh thường quân đã đồng hành và hỗ trợ với Thiện Bảo từ buổi ban đầu, Tiến Dũng và Thanh Hòa đến đây, thì hôm nay giải ngân lần này là lần thứ tư, đã hoàn tất hết tất cả các cái công nợ, giải quyết hết là 320 triệu, cộng với một số nợ linh tinh hồi nãy là cũng 14 triệu nữa, thì đã xong hết rồi. Anh Thiện Bảo cũng còn dư lại 12 triệu của danh sách các mạnh thường quân, cộng với hai chị hỗ trợ cho Thiện Bảo thêm 15 triệu nữa, để cho Thiện Bảo làm một cái số vốn để mở quán chay lại, để mà kinh doanh buôn bán, thì không biết nói gì hơn. Cảm ơn tất cả tấm lòng vàng của các mạnh thường quân đã hỗ trợ với anh Thiện Bảo, để cho anh Thiện Bảo trả một cái số nợ mà anh không thể nào nghĩ là mình sẽ giải quyết được. Cho nên là cũng với một cái tấm lòng của anh đã làm khơi dậy đi cái cảm xúc của bà con mạnh thường quân hướng về gia đình của anh, và hỗ trợ cho anh thì rất là quý báu, và hôm nay cũng đã được mỹ mãn. Thì tiếp theo thì anh sẽ có đôi lời gửi đến với bà con mình một lần nữa để mình kết thúc chương trình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Trước tiên thì Thiện Bảo cũng xin chân thành cảm ơn các nhà mạnh thường quân trong nước và ngoài nước, và các mấy anh chị mà đã cộng sự trong ekip vừa qua, như chị Tuyền, rồi chị Thúy, rồi thậm chí cả chị Ngân, thì cũng có hỗ trợ ngược lại cho Bảo cũng khoảng trên dưới là 15 triệu, và cái số còn lại thì cũng khoảng 12 triệu ở Quỳnh Dũng ha, là tổng là 27 triệu của số tiền. Tổng là 27 triệu của số tiền. Thì Bảo cũng xin chúc sức khỏe và mạnh thường quân trong nước và ngoài nước, rồi cũng chúc sức khỏe cho các anh chị đã hỗ trợ từ vật chất lẫn tinh thần cho Bảo. Thì hôm nay Bảo không biết nói chi hơn, cũng xin cầu nguyện với trên gia hộ cho chư quý vị được có một trí tuệ sáng suốt, có một cái cách nhìn đúng đắn, và cũng có hướng tới để làm những cái việc mà có hữu ích hơn cho đồng bào và cho xã hội. Thì hôm nay Bảo cũng xin tri ân cô Linh là hội bảo trợ của người tàn tật trẻ mồ côi của huyện, trong đó có chị Thiện Ngân, thì cũng là hai người mà đã đồng hành với em Nam cũng đang cầm máy quay, là ba người cũng đồng hành suốt trong cái mùa chặn đại dịch vừa qua, cũng đã cùng song song ủng hộ từ vật chất lẫn tinh thần đó Quỳnh Dũng. Thì cũng xin tri ân, nói chung là cô Linh và hai người bạn em Nam và chị Ngân, cũng xin chúc sức khỏe cho mọi người, và cầu nguyện hơn trên cũng hộ trì cho quý vị được có một cái sức khỏe, cũng có một cái trí tuệ để đem lại những cái lợi ích cho nhân dân. Xin chân thành cảm ơn chư quý vị. Thiện Bảo xin dứt lời. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, vừa qua thì Thiện Bảo cũng như đại diện cho gia đình Tân Dũng đó chứ, đã có những cái lời phát biểu chân tình gửi đến với vị mạnh thường quân qua những sự cảm xúc, qua những cái sự vui mừng bất ngờ, không sao mà nói hết được những cái những cái ý nghĩa cao quý mà quý vị mạnh thường quân mình đã dành cho anh Thiện Bảo cũng như gia đình. Và với một cái niềm vui hôm nay thì như nãy giờ và trong thời gian qua, quý vị mình cũng đã xem xét tường tận rõ ràng trong cái công việc của anh Thiện Bảo đã hợp tác cùng với tất cả các anh em trong cái hệ thống đoàn thể để giúp đỡ cho bà con trong cái mùa dịch, đặc biệt nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, và gần nhất là ở trong cái khu vực của huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Thì với cái tinh thần cao quý, công nợ 320 triệu quý vị mà trả lần lượt hôm nay, đã đến đây đã dứt nợ, và đồng thời cũng còn lại 27 triệu được nhờ sự hỗ trợ của các anh các chị nhà rau ha. Thì nơi đây hết sức là quý báu, cảm kích cái tấm lòng quý báu to lớn của các vị mạnh thường quân trong và ngoài nước. Chúng tôi cũng không biết nói chi hơn, với cái lời nói sau cùng này cũng xin tâm tình nhắn nhủ chúc phúc sức khỏe cho anh Thiện Bảo, và đồng thời
cũng mong sao anh cố gắng giữ gìn sức khỏe, giữ gìn dưỡng tinh thần và cố gắng tinh tấn tu hành để rồi chúng ta hầu đáp lại cái tấm chân tình mà quý vị Mạnh Thường Quân đã dành cho anh và gia đình. Thì mong sao từ nay trở về sau anh cố gắng phấn đấu tinh tấn tu hành và làm cái công việc thiện nguyện, rút tỉa được cái bài học kinh nghiệm cho cuộc đời để là làm cho được tốt đẹp hơn. Và xin thưa với quý vị, cũng sẵn đây thông qua luôn cũng như chương trình sắp tới, tôi cùng với Tuấn Dũng cũng như các anh em Châu Phú và Thành Hậu chuẩn bị cho cái cuộc hành trình phát quà Tết mùa xuân cho bà con vui xuân đón Tết, đặc biệt nhất là cái vùng miền núi, cái vùng dân tộc, cái vùng khó khăn, những cái huyện chẳng hạn như ở tỉnh Biên, Tri Tôn, Châu Thành, vân vân, lượt lại những cái số xã mà đang gặp những cái hoàn cảnh hết sức là khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc. Do vậy thì mong rằng quý vị mình cũng nhủ lòng từ bi, góp sức cùng với Tuấn Dũng, cùng với Châu Phú, Thành Hậu để rồi đem đến nhiều cái tinh thần thiện nguyện giúp cho bà con vơi đi nỗi khổ niềm đau để rồi được vui xuân đón Tết trong cái mùa xuân năm tới. Và đặc biệt nhất là năm nay là cái năm hết sức là đặc biệt, trong một năm mà tất cả bà con trong và ngoài nước đang gồng mình gánh chịu nhiều cái tai họa nạn ách, nào là miền Trung, miền Bắc thì bị lũ lụt triền miên diễn ra, miền Nam của chúng ta thì ảnh hưởng dịch bệnh và trên toàn cầu. Do vậy vì cuộc sống kinh tế làm ăn rất là thất thoát, rất là thất thoát, rất là khó khăn. Người giàu thì làm ăn kinh tế thất thoát khó khăn, người nghèo thì kể như không còn gì để nói. Và đặc biệt nhất là thời gian gần đây những nhà nông sản đành phải chịu bó tay trước cái tình cảnh mà mua bán không được và làm ăn thì thất thoát. Cho nên hầu như là tất cả chúng ta chịu cái nạn tai chung, mà đặc biệt nhất là cái nỗi khổ niềm đau cho những người nghèo, họ hoàn toàn bất lực trước những cái cảnh tình này. Do vậy thì chúng ta cũng với cái tinh thần, tấm lòng bác ái dĩ nhân sinh của nhà Phật, bởi vì đạo Phật là đạo từ bi bác ái, dĩ đức háo sanh khoan hồng đại độ, tuy tình thế đổi thay chứ tấm lòng nhân chẳng đổi. Cho nên mong rằng toàn thể quý cô bác, chư quý vị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước luôn luôn chung sức, chung lòng, góp sức, đoàn kết để đem đến những cái niềm vui giúp đỡ cho bà con vơi đi nghiệp lực, vơi đi nỗi khổ và vượt qua cái khó khăn đói nghèo trong cái giai đoạn dịch bệnh và nhất là cái giai đoạn cận Tết đến. Cho nên một lần nữa chúng tôi cũng không quên thành tâm nguyện cầu ơn trên Hồng Ân Tam Bảo, quy linh Đức Phật, Đức Thầy chiếu diệu gia hộ cho toàn thể quý vị Mạnh Thường Quân luôn luôn đồng hành cùng với Tuấn Dũng và đồng thời luôn luôn sức khỏe dồi dào, tinh thần an lạc, làm ăn luôn được phát đạt và luôn luôn phát bồ đề tâm giống mảnh để bố thí làm lành và tinh tấn tu hành cho đến ngày đắc thành đạo quả. Một lần nữa không quên nguyện cầu ơn trên Hồng Ân Tam Bảo hồi hướng công đức lành này cho cửu quyền thất tổ, phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương, và xin nguyện hồi hướng công đức lành này hướng về khắp tất cả pháp giới chúng sanh sớm được giác ngộ tu hành và sớm tu hành được đắc thành đạo quả để cuối cùng là mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Và Trước hết thì cũng xin kính chào tất cả quý anh chị, cô bác Mạnh Thường Quân. Thì hôm nay rất là vui mừng được các anh chị em Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước ủng hộ cho Thiện Bảo với số tiền là 320 triệu. Thì trong cái mùa dịch gặp rất nhiều khó khăn thì cũng được các anh chị Mạnh Thường Quân ủng hộ đến ngày hôm nay thì Thiện Bảo đã trả dứt nợ và cũng còn được dư một chút đỉnh để mà tái đầu tư rồi mua bán kinh doanh để nuôi sống trong cuộc sống trong gia đình. Thì tôi cũng thay mặt cái nhóm rau của Tân Trung, ấp Trung 2, xã Tân Trung, huyện Phú Tân, thì cũng xin chân thành cảm ơn các anh chị em Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước ủng hộ được nhiều sức khỏe và gia đình thì mạnh khỏe, làm ăn thì phát đạt, dịch thì qua mau để cho bà con có cái được kinh doanh tốt và hiệu quả. Xin chân thành cảm ơn chủ Tuấn Dũng và cái nhóm YouTube của Tuấn Dũng cũng ủng hộ cho Thiện Bảo để Thiện Bảo trả dứt nợ đến ngày hôm nay. Thì cũng xin kính chúc tất cả các anh em trong cái nhóm YouTube của Tuấn Dũng được dồi dào sức khỏe,
và được nhiều nhà tài trợ ủng hộ cho kinh Tấn Dũng và bạn của Tấn Dũng để giúp được nhiều mảnh đời khó khăn hơn. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào. Dạ, chiều qua thì chị Mỹ Linh có vài lời hết sức là chân tình. Liên tục chương trình xin trân trọng kính giới thiệu Tuấn Dũng, nhiều cá nhân ái sẽ có vài lời kết thúc chương trình trong cái buổi bàn giao hôm nay. À, vâng, thưa quý vị, và giờ đây Tuấn Dũng và Thiện Bảo cũng như là thi sĩ Thanh Hòa và chị Linh cùng với các anh chị em cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã hỗ trợ để cho Thiện Bảo giải quyết xong cái phần nợ còn lại. Thì ngày hôm nay Thiện Bảo rất là xúc động và rất là vui mừng khi đã trả nợ xong mà còn dư lại một số tiền để cho anh mở quán lại để kinh doanh, mua bán để mà kiếm đồng tiền nuôi vợ con. Thì một lần nữa Tuấn Dũng cảm ơn tất cả các mạnh thường quân, kính chúc cho tất cả quý vị luôn luôn được dồi dào sức khỏe và công việc bước sang năm mới sẽ được thành tựu và gia đình thì hạnh phúc. Và đây Tuấn Dũng cùng với các anh chị xin thân ái kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo. Nam Mô Di Đà Phật.